À, cái quyển sách em Cuộc đời của Đức Phật có 10 tập. Ông Tinh Vân Đại sư Trung Quốc ông dịch ra, ông viết lại. Nghe thấy à, Phật được vua Tịnh Phạm cho người thỉnh 10 lần thì ông ấy về, Đức Phật ấy về. Về quán xét thấy cha ốm rồi bắt về dạy cho cha cách đẩy bệnh. Và một lần cuối cùng là chết. Sau rồi chết trong Niết Bàn. Có vậy thôi, không thấy về nữa. Nghĩa là ông làm gương cho tăng ni đi, đã đi chùa rồi không được về. Chú bây giờ khác gì người xuất gia rồi, chú đã đi công quả rồi, bây giờ đấy rồi mà chú còn mò về nữa, mò về 10 ngày hay là tháng về dâm dục tí xong lại lên trên đấy thì thanh tịnh làm gì còn bẩn nữa. Vậy thế cái chùa tôi nên thấy nó thật với chú, rồi tôi nhìn thấy là ô ấy đó, tôi nên là hai lần rồi, một lần gặp ông sư huệ sư điện, một lần rồi, rồi hai lần ba lần rồi gặp hai ông kia, một cái ông già già mới về đấy, ông ngoài Bắc ông ấy là gì, ông ấy là thu quỹ khoảng 4 năm tiền điện tiền thân, ông về nói chuyện tôi nói mấy câu tịch này. Ông có đeo đồng hồ này thì trang điểm làm đẹp rồi, ông bảo đeo cái thời gian, tôi bảo là Đức Phật có đeo đồng hồ đâu, nó nghe thấy không có đồng hồ. Đức Phật nhá, nhìn cây nhìn trăng nhìn ánh mặt trời ướp được canh 1, canh 2, canh 3, đâu có làm gì có đồng hồ. Bây giờ ông dặn là không có phải đeo cái may, chú không đeo cái vòng tay để chặn hạt đấy, đeo chặn hạt trong kia là ông chết rồi chú kìa, Cái này không được. không được trang ký làm đẹp thời Phật có đâu. Ông bảo không được trang điểm làm đẹp đấy, cái đấy là trang điểm làm đẹp chứ người ta vẽ ra này lần chuỗi này này. Ừ rồi ôi bảo sao là khổ là phải thôi. Tôi nói thật với chú là cả đời tôi là ngày xưa bắt đầu đi lính là mượn đồng hồ một rút để gác là đêm nó vò và nó lấy mất, mình ngủ xong nó mò nó mất, nó bán bạn cùng quê cùng học. Thế mà tôi ước mơ cái đồng hồ mà trong đó tôi có tiền tỷ mà tôi cũng không muốn đeo đồng hồ là chú biết. Vậy bây giờ tôi xuất gia vào đây đúng giới xin ăn ngày bữa, tôi nói thật với chú chưa, chú tôi chưa đưa cho chú để biết cái ấy đâu, chú không dùng Zalo phải không? Chưa biết chú là cái tài sản của tôi bỏ đi đâu, tàu thủy hàng nghìn tấn này chung với gia đình, rồi là lương quân đội nghỉ hưu tôi cho về này 42 năm tuổi đảng rồi đấy, là chú biết pháp 10 năm nay ăn ngày bữa rồi, chú biết như vậy xả nó phải xả sạch như vậy. Mình biết 42 năm ăn thịt chúng sinh chú, tôi 42 năm ăn thịt chúng sinh nên tôi biết là khổ rồi, bây giờ mình không cứu lại cuộc đời mình thì khổ nữa đấy, nó thật với chú như vậy. Vậy nên là tôi thấy đi trên đường tôi thấy chú đứng lại chú cúng tiền cho chúng tôi mà chúng tôi không nhận được, là vì chúng tôi chỉ đi xin ăn thức ăn thôi, mà đi đứng chừng về đầy thức ăn rồi đủ ăn rồi cũng không nhận nữa, quy tắc vậy. Chứ không phải như mấy ông sang đây học này, mấy ông thiền tông ở chỗ thầy Ninh Từ này, thầy Thích Thanh Từ chờ thiền chiếu thường chiếu ấy, ở với ông sư ông Thanh Từ 5 năm quét cốc 4 quanh cốc chứ chả được vào, quét bên trong, sang đây xin học ăn ngày bữa với học ẩn tu. Thế mà đi xin thức ăn cứ mang chất chứa lên phòng rồi về đi nhà rồi dâm dục không với đưa vợ về được đâu, gì. từ trường nó đuổi đi luôn mà lại bệnh tật mà. Còn một sư thì cũng đi xin ngoài khi phố về mang đầy đủ thứ, tôi bảo tôi sớm muộn đi rồi, là vì nơi đây là người tu. Nó như vậy, cái tu nó vậy đấy chú. Tôi thấy phí cuộc đời của chú công quả chùa to Phật lớn không có Phật. Đây là nói thật với chú, đây là cốc của họ đặt ông Phật ở đây từ lâu rồi, tôi cứ về tôi đi qua tôi chào ông đi. Tối hôm qua nó hồn trần thỉnh nguyên mấy chú vậy, hoặc là tôi có cái vấn đề gì tôi có lỗi sáng ra tôi ra tôi lạy, tôi có thắp hương không, hương này của ba thí nó vào thắp thắp không chảy nhẽ cứ để đây, có họ để nào tôi cứ để như vậy, không có thắp hương tôi biết gì cả. Ông Phật đây ông bảo giới ở đâu là ta ở đấy, thế giới là thế ta là thế giới, giới đức giới hạnh giới hành, trong đó tỳ kheo mà để ăn 2-3 bữa còn cầm tiền thì làm sao mà có giới mà ông ấy tới, ông ấy định mua cái tháp bên này này, nó đòi nó như là nó đòi biết là bao tiền 600-700 triệu hay tỷ, ông kêu ông mà là già chắc cái cảnh chỗ đầu đầu cỏ lên đấy, ông ấy nấu cơm kiếp gì đấy ông bảo là chỗ nấu cơm ấy thấp thấp ấy, còn cái ông già mới thì về thì khác, không biết là đông ở trên đông không, có năm sáu vị à. Hôm trước nó có 3-4 vị tù. Người về về nó bữa năm về hai người về lâu lâu lên Cái chùa to vậy mà